em là vừa cơm xong còn nguyên ướt sũng này, nhưng mà bà con gọi rồi nên là tiếp tục là phải lên đường thôi. Xem làm sao được bốn dàn chuộng. Vâng. Con đấy chắc để nằm kiểu đấy là đẹp rồi đấy. Bên lại ba dàn, hai dàn là mém, một dàn chui tọt vào giữa. Cho dàn này trước, cho cái dàn kia là phải nằm ngoài cùng. Vâng.
Đây con đấy ạ. Con trên. Vâng. Con này phải cho đầu vào trong chứ nhỉ? Con này đút tỉ ra. Ra vào trong thế nữa. Ôi giời. Ôi. Đấy. Nặng thế. Thoải mái chỗ này để chú treo ở chỗ này, treo vào mũi nó chạy ở ngoài này, sợ nó chú gì vào nó lật ngửa. Hả? Ở đây chú gì ở chỗ đấy nó lật ngửa rồi. Đây rồi, đây rồi. Chứ mà cho đây nó khỏi tụt. Con này sơn cho nó bóng thế. Thank you.
quá đẹp luôn. Bốn cái à? Dạ vâng, bốn cái chứ.